Hello, chào mừng tất cả anh chị em đã quay trở lại với kênh Ngành May Mặc của mình nha. Thì mình chỉ là một thợ sửa máy may cùi bắp thôi các bạn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh chị em khi mà máy anh chị em mà bị gãy kim á, thì mình nên xem cái video này ha. Thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho tất cả anh chị em khi mà máy anh chị em mà bị gãy kim liên tục hoặc là thường bị gãy kim, thì mình có cái cách, mình sẽ hướng dẫn cái nguyên nhân và cái cách khắc phục khi mà máy anh chị em bị gãy kim nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu vào video. Ok, thì đầu tiên khi mà máy anh chị em mà bị gãy kim á, thì cái việc đầu tiên là anh chị em phải cần kiểm tra kim với chân vịt và mặt nguyệt trước nha anh em. Anh chị em quay kim xuống nè, quay kim xuống tận cùng ha. Anh chị em kiểm tra cho mình coi cái kim của mình nó bị cạ vô cái chân vịt hay không ha. Nếu mà kim mình nó bị cạ vô chân vịt thì mình chỉnh cái chân vịt lại cho nó ngay giữa nha, ngay giữa cho nó không có bị cạ cái chân vịt. Ok, thì tiếp theo là mình sẽ kiểm tra, bây giờ mình sẽ tháo cái chân vịt này ra để kiểm tra xuống cái phần mà mặt nguyệt. Bây giờ mình sẽ tháo chân vịt ra, thì tiếp theo cũng như vậy anh chị em kiểm tra coi cái kim mình nó có đâm xuống giữa lỗ mặt nguyệt hay không. Nếu mà nó đâm sát với cái mặt nguyệt quá thì nó cũng dẫn tới cái hiện tượng là dễ gãy kim nha. Thì thường á, cái chân vịt, cái mặt nguyệt của mình á, thì ở đây nè, nó rất là dễ bị dính bụi bẩn, nó dính bụi bẩn xung quanh nè. Đây anh chị em thấy không, thì bởi vậy khi mà anh chị em mà gắn cái mặt nguyệt vô á, thì nó không có chính xác, nó không có chính xác. Khi mà anh chị em mà gắn cái mặt nguyệt vô thì nó có bị thể bị xê dịch qua bên đây, nó sát vào cái kim quá thì nó dẫn tới gãy kim ha. Rồi anh chị em cần kiểm tra lại chỗ này và mình chỉnh cho cái mặt nguyệt của mình nó nằm ngay giữa cái lỗ kim. Rồi ok, thì tiếp theo nếu mà anh chị em mà may hàng quá dày thì nó cũng dẫn tới gãy kim. Thì nếu mà anh chị em may hàng dày á, thì mình phải đổi kim số lớn hơn ha, và mình cũng đổi cái mặt nguyệt này, cái lỗ cho nó lớn hơn. Thì anh chị em ra phụ tiệm phụ tùng á, thì anh chị em mua cái mặt nguyệt lỗ lớn, và cái kim mình anh chị em cũng nên thay kim số lớn như số 14 ha. Rồi tiếp theo mình đi xuống phần phía dưới, thì bây giờ mình đã tháo sẵn ra hết rồi để hướng dẫn cho anh chị em rất là dễ nhìn đó. Rồi tiếp theo khi mà máy anh chị em mà bị gãy kim, tiếp theo là mình đã kiểm tra và mặt nguyệt và chân vịt rồi. Tiếp theo là mình kiểm tra cái ổ của mình, coi cái mỏ ổ của mình khi nó chạy qua nó có bị đá vào cái kim hay không ha. Bây giờ mình sẽ zoom gần lại cho tất cả anh chị em nhìn, và bây giờ mình sẽ chỉnh cho thường là nó sẽ bị đá. Anh chị em kiểm tra nè, kiểm tra khi mà cái mỏ ổ của mình nó lao tới nó có bị đá vào cái kim không đó. Thì bây giờ nè, bây giờ là cái mỏ ổ của mình nó đã bị đá vào cái kim nè anh chị em, thấy không? Đó, khi mà chạy qua thì nó nhúc nhích cái kim tí xíu, thì nó dẫn tới cái hiện tượng là dễ bị gãy kim luôn nha. Đây. Đó, đá nhẹ, rất là nhẹ luôn. Đó, đá rất là nhẹ. Cái vậy nó cũng không sao, nhưng mà nó cũng dẫn tới cái hiện tượng mà cái mỏ ổ của anh chị em mau mòn, và nó sẽ dẫn thường dễ bị gãy kim nha. Thì cái trường hợp này anh chị em mở ba con ốc chỉnh ổ này ra, ba con ốc, một mình xoay lên, 1, 2, 3 mình mở ba con ốc này ra, và mình đẩy cái mỏ cái ổ này đi vô tí xíu. Thì bây giờ mình sẽ thực hành nha anh chị em, mình sẽ hướng dẫn anh chị em nè. Bây giờ mình sẽ mở ba con ốc ra, dặn ba con ốc này ra, dặn. Rồi bây giờ mình sẽ mở ba con ốc này ra để mình dời cái ổ mình nó vô tí xíu, để cho nó không có bị đá kim thì nó dẫn tới cái tình trạng mà bị gãy kim nha. Đó, mình mở nhẹ thôi, mình nới lỏng tí xíu rồi mình siết lại cho nó đừng có tuôn đó, nó đừng có cái ổ mình nó đừng có lỏng quá, nó vừa để mình đóng nhẹ, đẩy nhẹ nó vô thôi. Anh chị em đừng có mở con ốc nó bung ra hết ha. Rồi anh chị em chỉ mở nhẹ ra, mình siết lại tí xíu nè, siết lại cho cái ổ mình nó cứng. Rồi bây giờ nè, nếu mà máy anh chị em mà bị đá quá đó, thì mình dùng cái gì đó mình gõ vô, mình quay tới cái điểm, mình quay máy tới cái điểm mà cái mũi ổ nè với cái kim. Thì bây giờ mình sẽ chỉnh, mình gõ nhẹ vô để cho cái mỏ ổ của mình nó không có bị đá vào cái kim. Rồi anh em lưu ý nha, khi mà mình chỉnh á, mình chỉnh cái mỏ ổ á, thì mình không có được để cho nó hở quá, nó hở
Nếu mà anh chị em đẩy nó vô sâu quá thì nó hở, cái mỏ mỏ móc với cây kim nó hở quá, nó sẽ dẫn tới bỏ mũi nha. Nó vừa sát thôi, có nghĩa là anh chị em mà rung cây kim nè, anh chị em để tay vô, anh chị em nhấn vô cây kim nè, thì nó vừa sát thôi. Khi mà anh chị em quay cái mỏ đi qua nè, không có thấy nó bị nhích nhúc nhích cây kim thì là ok ha. Đây cái mỏ mình nó đi qua cây kim, nó để nó lấy cọng chỉ á, đây nó không có bị nhúc nhích cây kim là ok. Còn nếu mà anh chị em mà thấy cái mỏ ổ mình nó lao tới mà thấy cái kim mà nó nhúc nhích đó, có nghĩa là cái kim nó đã bị đá rồi nha. Rồi anh chị em chỉ chỉnh cho cái mỏ ổ mình nó vừa sát với cái kim nhưng mà không hở cũng không đá thì như vậy mới được. Thì mình cũng đã có làm một cái video hướng dẫn anh chị em chỉnh ổ rồi, nếu anh chị em chưa biết cách chỉnh ổ thì xem lại cái video đó nha. Đó thì bây giờ mình đã chỉnh cho cái mỏ ổ mình nó không còn đá vào cái kim nữa nè, nhưng mà nó cũng không có hở. Khi mà anh chị em đẩy vô cái kim vô, đẩy cái kim vô ngay cái đoạn mà cái mỏ ổ tiếp xúc với cái kim, thì bây giờ mình sẽ đẩy cái kim vô thì không có thấy cái kim mình nó rung là ok. Và khi mình quay không qua thì cái kim mình nó cũng không có nhúc nhích, như vậy là ok đó. Còn nếu mà mỏ ổ mà nó đá vào cái kim thì dễ dẫn tới gãy kim lắm nha. Ok, thì cái nguyên nhân tiếp theo là cái nguyên nhân do cái ổ của mình nó bị lệch đi ha anh chị em. Khi mà ba con ốc này nè nó bị tuôn thì cái ổ của mình nó sẽ quay, nó bị đi sai thì dẫn tới cái kim nó đâm xuống cái ổ. Bây giờ mình sẽ mở nhẹ ba con ốc ổ ra. Thì khi mà cái ổ mình nó bị chạy sai á thì nó sẽ quay lên quay xuống như nè, và nó đâm, và cái kim mà nó đâm xuống thì nó đâm xuống cái ổ, đâm xuống cái ổ như thế này thì nó dẫn tới gãy kim ha anh chị em. Đó, đây là cái nguyên nhân là bị cái lệch ổ mình nó đã bị chạy sai, thì bây giờ mình phải cần chỉnh ổ lại nè. Thì bây giờ nó đâm xuống thì nó đâm trúng cái cạnh ổ này thì nó sẽ dẫn tới gãy kim, thì có nghĩa là bây giờ cái ổ mình nó đã chạy sai rồi, anh chị em phải cần chỉnh ổ lại cho nó đi đúng. Thì mình đã làm một cái video hướng dẫn anh chị em chỉnh ổ rồi, thì mình để cái mình sẽ anh chị em nhìn lên bên tay phải nè, thì sẽ có cái đường link dẫn tới cái video hướng dẫn anh chị em chỉnh ổ thật là chi tiết ha. Thì khi mà anh chị em mà mai á, mà gặp như vậy cũng là nè, khi mà ổ mình đã chạy sai thì nó như thế này, thì cái kim mình nó chưa lên hết mà cái ổ mình nó đã lao tới, thì bây giờ lao tới nó sẽ làm cho kim mình nó gãy ha. Đó, cái này là do ổ mình nó chạy bị sai rồi, mình cần phải chỉnh ổ lại đó anh chị em thấy không. Hoặc là mình khi mà mình quay kim nó đâm xuống nè, đâm xuống thì nó đâm xuống cái cạnh này đó, nó làm cho gãy kim. Đó là những cái nguyên nhân. Thì cái nguyên nhân này á, anh chị em phải cần mình xoay cái ổ mình chỉnh nó lại. Cái phần tiếp theo là cũng là do con suốt nha anh chị em nè. Rồi bây giờ mình sẽ nói cái phần tiếp theo là nó nằm ở cái con suốt. Thì ở đây mình có một cái ổ bên ngoài và cái con thuyền suốt bên ngoài ha. Thì bây giờ mình sẽ nói nguyên nhân tại sao khi mà nó dễ anh chị em mà gặp cái con suốt của mình á mà nó bị mẻ vòng quanh cái con suốt này nè. Bây giờ mình sẽ tìm cái chỗ mẻ đâu, những cái con suốt mà nó đây nè, những cái con suốt mà có cái chỗ mẻ như thế này nè, à, anh chị em thấy không, đây mình sẽ chỉ cho nè. Anh chị em mà gặp những cái con suốt mà nó bị mẻ nè, nó bị mẻ những cái chỗ này nè, có nhiều con suốt nó sẽ bị mẻ xung quanh đây luôn. Đây cái chỗ điểm mà thường cái kim nó đâm xuống con suốt nó mẻ, nó bị gãy kim, gãy cái mũi kim hoặc là nó gãy kim luôn đó. Thì tại sao nó lại kim nó đâm xuống con thuyền, con suốt nó làm rất là nhiều con suốt nó bị mẻ nhăm ở đây nè. Đây là cái chỗ mà cái kim nó đâm xuống nè mọi người thấy không đó. Nó sẽ bị lủng một lỗ và nó dẫn tới gãy kim, gãy mũi kim ha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh chị em các cách khắc phục. Thì cái tại sao lại hay bị cái con suốt cái kim mà nó đâm xuống con suốt như vậy. Thì đây là cái ổ thuyền nè. Thì nếu mà máy anh chị em mà bị mất cái yếm bên trong á, thì bây giờ mình sẽ gắn cái thuyền vô thì nó sẽ bị mất một cái lõm ở trên đây. Có nghĩa là con suốt mà nó không có đầy lên được. Nếu mà máy anh chị em mà bị mất cái yếm á ha, thì nó dẫn tới cái hiện tượng như vậy. Thì đối với những cái con thuyền mà cũ rồi đó thì nó sẽ bị mất cái yếm bên trong. Ở bên đây mình có một cái con thuyền mới nè, mới cáo, thì nó sẽ có một cái yếm bên trong ha, nó sẽ giúp đẩy cái con thuyền mình đi lên.
đẩy cái con thuyền mình đi lên bằng với cái con thuyền. Còn cái con thuyền bên đây nó bị lún xuống rồi nè mọi người thấy không, nó bị mất cái yếm thì nó lún xuống. Thì như vậy khi mà kim mình nó đâm xuống thì nó đâm ngay chỗ đây nè. Thì kim mình khi mà nó đâm đâm xuống thì nó đâm xuống đây. Nếu mà cái con suốt mình nó ép sát quá vô trong đây và cộng với cái ổ của mình nó bị rơ nữa. À khi đây đây mình sẽ bỏ và lắp vào, mình hướng dẫn cho anh em nè. Đó. Khi mà mình lắp lắp vào bên trong á thì con suốt của mình nó sẽ hở và nó rơ. Và cộng với cái ổ này nó rơ nữa thì cái kim nó đâm xuống thì nó đâm xuống cái ổ này. Khi mà cái kim kim cái kim của mình á nó đâm xuống thì nó đâm xuống cái lỗ này. Thì nó dễ đâm xuống với cái con suốt nè. Anh chị em thấy con suốt của mình nó bị lắc lư. Ôi, rất ra ngoài luôn à. Đó, có nghĩa là bây giờ nè. Đó. Con suốt của mình nó sẽ bị hở hở ra thì cái kim nó đâm xuống. Nó đâm xuống thì nó đâm trúng cái con suốt này, nó dễ gây ra cái tình trạng mà bị gãy kim, gãy mũi kim ha. Đó. Có nghĩa là con suốt của mình nó đã bị mất mất yếm mà, thì bây giờ con suốt của mình nó sẽ bị rơ và nó chạy ra chạy vô. Thì cái cách khắc phục như sau, anh chị em lấy miếng giấy nè, anh chị em cắt cắt vào giữa canh vô con suốt nè, anh chị em cắt, anh chị em lót lót vào bên trong con thuyền như thế này. Đây. Anh chị em lót vào bên trong như thế này. Ha, để cho cái con suốt của mình nó đầy lên. Nó đầy bằng với cái con thuyền. Đó thì bây giờ anh chị em thấy con thuyền mình nó đã lắp lên rồi. Nó không còn bị sát vào bên trong nữa. Ha. Sát vào bên trong sẽ nó dẫn tới cái hiện tượng là bị gãy kim khi mà kim đâm xuống. Đó. Anh chị em cắt một miếng giấy và mình đã lót vào trong đây cho con suốt của mình nó lắp đầy với cái mặt con thuyền như vậy là ok nè. Đó. Thì bây giờ mình sẽ gắn vào thì nó sẽ không còn cái hiện tượng mà con suốt của mình nó bị chòi ra chòi vô nữa ha. Nó có miếng giấy nó đệm đệm cho con suốt mình nó đi vô trong. Thì bây giờ kim mình nó đâm xuống, kim mình nó đâm xuống thì nó sẽ không có đâm trúng cái con suốt nữa ha anh chị em. Rồi cái tiếp theo là do cái ổ của mình nó đã bị rơ nhiều quá, do cái ổ của mình nó bị rơ. Thì đối với những cái ổ mà anh chị em mà cầm ngay cái đầu này anh chị em lắc nè mà cảm thấy nó rơ nhiều quá thì nó ngã ra ngoài phía bên đây thì kim nó sẽ dễ đâm xuống cái ổ này và nó đâm xuống cái con suốt này luôn ha. Thì nếu mà anh chị em cái ổ anh chị em mà nó đã bị rơ quá đó, anh chị em cầm cái mỏ này nè anh chị em lắc, nếu mà nó rơ quá thì mình nên thay cái ổ mới là ok ha. Rồi thì vừa rồi mình đã hướng dẫn cái tất cả cái nguyên nhân và cái cách khắc phục khi mà máy anh chị em bị gãy kim ha. Nếu trong quá trình mà anh chị em tự sửa chữa máy tại nhà, nếu có gặp những cái khó khăn hoặc cái thắc mắc nào thì hãy để lại comment ở dưới video và có thể vào cái Facebook của mình á, mình sẽ hướng dẫn tận tình hơn. Thì bây giờ mình xin kết thúc video đây nha. Chúc tất cả anh chị em thành công.